Vào ngày 30 tháng 3 năm 2020, Hội đồng châu Âu EC đã quyết định thông qua Hiệp định Thương mại Tự do giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam EVFTA sau khi hiệp định này được Nghị viện châu Âu phê chuẩn vào ngày 12 tháng 2 năm 2020. Quyết định này là bước pháp lý cuối cùng theo thủ tục phê chuẩn nội bộ của EU để hiệp định EVFTA có hiệu lực. Hiện giờ, hiệp định EVFTA chỉ cần được Quốc hội Việt Nam phê chuẩn và hai bên hoàn tất thủ tục thông báo theo quy định của hiệp định, dự kiến là 30 ngày kể từ ngày thông báo là sẽ chính thức có hiệu lực đối với cả EU và Việt Nam. Về phía Việt Nam, Bộ Công Thương đã và đang chủ động phối hợp với các bộ ngành để triển khai các thủ tục trình phê chuẩn hiệp định EVFTA. Ngày 21 tháng 2 năm 2020, Bộ Công Thương đã trình Chính phủ bộ hồ sơ về việc phê chuẩn hiệp định EVFTA. Sau đó, trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các thành viên chính phủ, ngày 24 tháng 3 năm 2020, Bộ Công Thương đã trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo bộ hồ sơ của Chính phủ trình Chủ tịch nước để Chủ tịch nước xem xét quyết định trình Quốc hội về việc phê chuẩn hiệp định. Đồng thời, để chuẩn bị cho việc thực thi hiệp định theo kiến nghị của Bộ Công Thương, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành chủ động rà soát để triển khai ngay việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật để thực thi hiệp định EVFTA. Về phía Bộ Công Thương, Bộ cũng đã chủ động ban hành kế hoạch của Bộ về triển khai các hoạt động chuẩn bị cho việc phê chuẩn và thực thi hiệp định EVFTA từ nay cho đến khi hiệp định chính thức có hiệu lực.